Hiện tại thì mình có tạo một cái group Facebook về cờ Liên Quân Garena cùng LNB Channel. Đây là cái link của cái group cờ Liên Quân cùng LNB của chúng ta. Anh em có thể bấm vào tham gia ở chỗ này. Và sau đó anh em nhấn vào cái chỗ thông báo tất cả bài viết. Rồi nếu được thì anh em ghim vào nó luôn nha anh em, để cho mình có thể truy cập vào cái group này nhanh chóng nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Bây giờ được sắp thắng rồi, hay được chàng trái rồi. Bực nằm vàng, có thêm tướng nữa. Không được. Một đấm. Tám vàng 22. Con này 20 luôn. Lên. Không có 2 giờ tay nữa kìa. Dễ toan lắm. Này khoa học hả? Tìm khoa học. Nếu thắng chừng này mình sẽ mua con 2 GT ngay. 2 GT. Nó có cái khoa học ở châu phải nồi luôn đó nè. Mask nè. Từ nếu thắng trận này thì mình sẽ mua mask luôn. Ôm này ông đẩy lên 5 luôn à, ghê vậy trời. Đẩy gì ác vậy bà? Muốn giật chuỗi luôn á. Okay. Lắm lúa. Này ông muốn giật chuỗi luôn nè. Kinh thiệt. Okay. Tăng gì ổn nữa. Rocker, Rocker hay sao? Quấn vô, quấn này đi.
Còn em đi vô. Nhờ mình bắn con này. Có đồ gì đây? Ui, con này luôn hả? Cho này luôn. Thêm miếng thép phép mình ngon phép này. Để mà sao? Cày kinh thấy nó nè. Mày đi bội vương miệng hay két tăng đầu sát thương vô để cho tóc cái này. Oh my god. Hôm nay đây Ron nghe con 3 sao luôn rồi. Đang ấm à, ấm đây Ron cho 3 sao. Âm mưu hết. Em là bạn năm nè. Scarlet nữa. Chào quá. Hợp quá. Harry. Ôi, ông này giờ ông lên ông bung rồi. Hay kinh luôn á, chiến thật tốt ghê luôn á. Giờ ông bung rồi, một mình ông gánh tim luôn á, khả năng vậy. Đó, 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 thấy không, lắm mà ông gánh hết luôn. Kinh dị thiệt. Giờ ông bắt đầu bung rồi. Trời, hay, hay, ướt đấy. Hai giờ tê ba sao là hơi bị khó chịu á. Quá hay. Tìm chậm 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 vô. Rất hay luôn. Nãy mà mình có cái sách chi hồn là ông chết đi mình. Chết mình sớm luôn. Không có khả năng hồi được. Hay mình không có sách chi hồn.
thú, người thú. 2, 4, 6, 7, hay cặp. Ghê không? Thu cấp hết trơn luôn. Ông kiếm được con hai nhật tè nè, hay thiệt chứ. Ăn cơm chưa anh em? Phá đó, đúng rồi. Teo chưa có ai có teo cà phê này có này, có mình có mấy ông kia luôn. Auto win. Yeah. Ok, hay quá. Ông thua luôn, ông thua này luôn, hay. Ông rầu này là gì? À, ông này nãy mình mới đập, mới ăn. Iron hay sao? Đẩy lên, gan đẩy lên 8 luôn nào này bạn. Sao win cho chồng? Hai sao dù sao hai sao cũng hơn một sao này. Cho hai sao vô cũng ok á. À, ông rầu mới gặp ổng xong thôi, hình như vậy. Ừ, hình như mới gặp ổng xong cái đợt ấy anh em, không cho chơi chiêu luôn, hay quá. Ôi ôi mình xem thua anh em ơi, mình ăn vậy chút xíu thôi, hơn mình xem thua con quỷ quỷ này mình nó không ra luôn. Aaron 2 sao đúng không? Ok, vậy nè. Không có lên nhiều, không lên nhiều. Đẩy lên 8 luôn. Ông này 8 luôn mình nè. Mày ông đẩy, đẩy khiếp thiệt chứ. Đẩy khiếp quá. Ổng luôn mà kìa. Ôi, ghê vậy. Căng thẳng phết đây. Bằng ổng, không cho ổng hồi phục anh em ạ. Nhanh, cho ổng hồi phục. Trời ơi, ổng hồi phục được, phải rồi. Lại thua, định mệnh cây vai. Con quỷ Capini mình sao nó chậm chạp với ta. Capini chó, chó Capini. 4. Trời ơi, cái con quỷ này. Má ơi, ổng núp ở trong góc kẹt là cực kỳ khó luôn, khó chịu kinh dị. Giờ ổng đổi bài mới nữa kìa, chơi ba ma tập luôn. Cái team của ổng hay dị á, team ổng hồi hay căng á, mình hay căng với ổng á. Nãy không em ơi, nãy anh hàng năm. Cái trận mà em thua là anh hạng 3. Em mới win hả em?
mọi người xem livestream cho mình xin một like nha mọi người ơi, một like mình sẽ cũng được anh em, một đăng ký cũng được. Khả năng ông này nãy giờ chưa gặp này, Talon ông này cũng có khả năng. Ôi thú nhân nhiều nha, gặp ông Talon này. Thu nhân nhưng mà mấy ổng không, mấy ổng không có cái sách kia, vậy là mấy ông toán tôi rồi. Còn ông này nè, tôi sợ tôi thấy cái cây ông này nè căng lắm thiệt luôn, căng mãi xịt. Ông lên 8 sắp lên 9 rồi đó anh em, cái liềm nữa. Đó, cho thằng AD nhỏ của mình ông nội, trời ơi ông nội vừa mới cho cái ổng lên luôn. Aeron Teonat đấy, Teonat vào kìa, trời ơi bạn nhỏ dễ thương của tôi, bạn ấy đã vào trong đâu qua đây. Ôi, căng thẳng đấy anh em, mình cũng căng thẳng thế đấy. Gặp lại kìa. Ui, căng thế anh ơi. Không phải thua lại chứ, thắng hoài ai chế với ông thiệt luôn á. Caffeine giỏi nè, 10 điểm. À, cô sinh năm 94 mọi người, tính ra năm nay chắc cũng 27 đúng không? 26, 27. Ok. Đẩy lên. Này chưa 2 sao nữa, này 2 sao gì? 2 sao giùm cái đi. Teo. Teo hút máu. Teo cái này tao bắn. Đó. Nhập Lệ Giang. Hay quá. Nó không biết di chuyển ta, đừng cứ ngắt ngay luôn á. Hay quá anh em ơi, có chuỗi thắng được rồi, 3 chiến thắng. Anh ta lõn chết rồi đó. Lên cấp. Mình có đồ thì mình ôm hết luôn anh em ơi. Có thì mình ôm nè. Không cho mấy ông này xài, có là mình ôm luôn, không cho xài nữa. Giờ là xài nhiều quá, thua mệt lắm. Auto win. Hay quá. Hay quá. Hút máu lên lại em à. Không cho hồi máu em à. Đốt em. Đốt liền. Hay quá. Ritter. Hai giật te Airy. À ha. Mình tạm chia tay Airy nha mọi người. Tạm chia tay Airy. Airy rất là tốt nhưng mà tôi khá là tiếc. Tôi phải lên đồ cho team tôi thôi. Chuẩn đội hình. Không thôi là sẽ bị chết đấy. Anh dược phẩm tôi rồi. Trời nãy giờ khóc quá trời luôn á Bảo Trân. Nãy giờ anh khóc quá trời luôn. Hãy xem mấy ông này có ông phép không.
nhầm thuận. Đây. Rocker. Đi đâu cũng thấy sát thủ ở ngoài thì anh em. Cô tên gì vậy hả? Cô tên cua mọi người. Cứ gọi tôi là cua đi. Mặc cái bao quá hả? Ôi nó bóc sao nữa kìa. Trời ơi, lại cái chiêu này nữa. Thiệt luôn á. Quái thiệt ấy. Sai hoài. Nhảy thì nhảy ban đầu luôn đi ba nội. Ba cũng bóc sao ta. Thiệt luôn. Sợ thiệt. Sao hoài. Gác cái này. Ôi. Ritter Company. Phải ấm. Bây giờ tôi phải ấm. Không cho. Không cho sổng. Sổng là mấy ổng quốc liền. Thiệt luôn á. Thề. Ôi ơi. Full nè. Full nè. Gặp mấy ổng là hay mệt đấy. Ôi Skynet luôn. Không cho chơi. Không cho chơi chiêu. Không cho chơi chiêu. Bắn không cho chơi chiêu. Chắc cũng cay anh ba lóc nhỉ. Ôi né được luôn ghê. Ok. Anh ba lóc à, anh phải né ra nha. Không hồi là anh chết cho tôi á. Tôi không cho anh chơi chiêu đâu. Ok. Thêm dáng nữa là mình lên cấp luôn. Lên cấp là cho cái ông này cũng vô. Anh này nãy giờ tăng cũng đủ rồi. Có thể là chuẩn bị mình sẽ tạm chia tay anh ấy anh em. Anh này lên 2 sao thì tôi sẽ tạm chia tay anh ấy. Thiếu một con. Xong thì nếu hên cái chuyện này mà hên á, mà chiến thắng á, thì chúng ta sẽ có khả năng thay máu khá là nhiều. Thanh niên Hoàng Lê Giang đó nè. Rồi, chơi thôi. Hay quá. Hay quá. Rồi, trận này mình khá may mắn khi mình đã win được cái anh bạn của chúng ta. Em thấy cờ Liên Quân về Việt Nam đa số like cờ Liên Quân. Đúng rồi anh em, tại vì cờ Liên Quân mình có thể những người kiểu như là giờ nói cua đi ha, những thằng gà như cua á, thì có thể chạy vào đúng không, thể chạy vào rồi làm cho anh em xem các thứ đồ các kiểu chơi đồ lam sùm. Đó, phân tích đồ, nói chung là những thằng gà như cua là có thể quẩy. Có thể quẩy anh em. Ông già rồng đó nè, ông già rồng ông nhảy nè, ông chuẩn bị nhảy nè. Trời, ông nhảy vô cái đám của mình cũng được kinh đó chứ. Ok, chân này thua không sao. Bình thường. Tôi thay máu thôi. Chân này bắt đầu mình thay máu được rồi nè anh em ơi. Mà lóc vòng này. Và anh em thử. Và anh em. Con này. Mà lóc 2 sao. Thấy không? Ủa, ổn ha. Mà lóc vô là ổn rồi. Ổn lóc nè. My love.
Vâng. Ông này hồi mình xử không sao, hồi mình vẫn có khả năng xử ông được, mình đang cố gắng gọi lắm. Kinh thiệt á. Rồi ok. Chúc phúc gì đây? Đa dụng gì đây? Gà cái này chi vậy má nội ơi? Thiệt luôn má nội. Quái trời đậu thiệt á. Ritter nè. Kiếm đâu nhiều như vậy? Ritter xuống sau đi. Chạy lên trước, đừng tham. Trời ơi, Liliana đó 2 sao, định hung ai đây? Anh Rầu, gặp anh Rầu tiếp. Bắn à. Ok, hay quá. Một pha bắn cực kỳ chế lý dành cho chim én. Chim én Caffini. Bắn cực kỳ chim én. Và đã tuyển. Không, chưa tuyển anh em. Chưa tuyển anh em đi. Giá rồng. Cái ông rồng này ông vẫn còn. Vẫn còn có cơ hội quẩy. Rocker hay sao? Ôi bậy luôn. Mình không thả ra trong này đâu. Ổng mới có cặp Fini nhiêu đây thôi, mình không có thả ra đâu. Tôi không có thả ra cho ông đâu. Ông hiểu không? Thả ra cho ông là ông chiến thắng tôi sao đúng không? Chết tôi ngay. Bạn ấy đây. Nhảy liền. Chết liền. Đốt nó. Cho ngu liền. Không cho nhảy. Đây. Chết ngay. Đây. Chết ngay. Lụm lúa ngay. Đúng rồi, hạng 5 trở xuống là không được cộng điểm nha anh em. Hello Kaneki nha, hello Kaneki Ken nha. Hello ông Nô nha. Giờ còn mình với anh kia. Đấy. Không cho Ron, không cho Ron Caffini. Thiệt. Để coi cái anh này anh chuyển sao. Anh giữ nguyên đội hình luôn. Ôi chua thiệt anh em à. Ôi còn xíu nữa win này. Không được. Aeron, ông có Aeron không ta? Ổng có Aeron luôn. À. Không thả luôn. Không có thả, không thả được. Ổng có teo đúng không? Ổng có teo. Ok, không có thả. Caffini nè. Trời ơi kinh. Có Ritter đúng không? Ok. Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit. But you don't even try.
Caffeine nè. Không cho ông cầm caffeine. Một cái thủ nữa nè. Giảm tốc độ đánh kẻ địch. Tăng nhiều kháng phép. Giảm tốc độ đánh kẻ địch. Aaron. Rồi coi chừng này đánh như thế nào. Không có đổi lại không? Ông không đổi đội hình luôn. Ok. Không đổi thì tôi chơi ông tiếp. Caffeine 3 sao. Mày hai bưởi. Chặt kìa. Ok. Ok. Bắn đi. Bắn hộ. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn hết đi. Đó, bắn hộ, bắn hộ. Hộ. Bắn hộ. Gì đây? Ôi. Đây luôn, đây luôn. Rồi, rồi. Lụm lúa hết, không cho bán gì hết. Ông đổi tim lên nè. Ông đổi lên nè. Đổi thì thôi. Đổi hút tiếp. Caffeine đứng đó à. Ok. Caffeine. Có chết không? Có chết không? Có chết không? Xong, win luôn. Ok luôn. Rất là nhân phẩm anh em. Phải thiệt. Caffeine 3 sao. Ôi, trời ơi, nói lên đồ Caffeine thật là vãi chà đậu. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.